rất là hoan nghênh đội này khi ngày hôm nay cũng như chiến thuật đang rất là nóng lòng chào đón các hàng hậu tiếp theo sẽ xuất hiện tại buổi họp báo chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2022. Xin chào Hoa hậu Đỗ Hà, mời chiến thuật xin mời Hoa hậu Đỗ Hà đi đến khu vực mọc lên thảm đỏ. Rồi mình bỏ cái đường ra để cho khách vô luôn. Thí sinh Trần Gia Hưng mang số danh 081 và thí sinh Phạm Thị Hồng Thắm mang số danh 101.
sinh Phạm Thị Phương Trinh, số danh 119 và thí sinh Trần Nguyễn Phương Di, số báo danh 445. Nguyễn Lê Diệu Quỳnh mang số danh 245 và Nguyễn Thị Thanh Tâm mang số danh 323. Tiếp theo thí sinh Bùi Thị Hoài Yến số danh 232 và thí sinh Trần Thị Bé Quyên số danh 216. Bùi Mạnh Linh mang số danh 010 và thí sinh Lê Nguyễn Ngọc Hằng mang số danh 166. Hình ảnh nổi bật trong hành trình vừa qua của Hoa hậu Việt Nam 2022.